Vâng, em xin chào tất cả các anh em nhé. Thì trong video ngày hôm nay thì em sẽ giới thiệu với anh em một cách là lắp đặt cái thiết bị cassette lan truyền nhé. Đó. Thì áp thì em có rất nhiều loại áp, anh em cần loại nào thì cứ liên hệ với em thôi. Đấy, gần như nó không thiếu loại nào cả. Đây, một pha, ba pha, khởi động từ đuôi nhiệt, áp chống giật, áp không chống giật, loại to loại bé, anh em cần loại nào có đầy đủ nhé. Kể cả cassette lan truyền em cũng đã có hàng cung cấp cho anh em nhé, có đầy đủ hết luôn, anh em cần loại gì cứ liên hệ thôi. Đó thì anh em đang xem video hãy cho em xin một like và chia sẻ, hoặc anh em nào chưa đăng ký kênh hãy đăng ký kênh để ủng hộ em. Có số điện thoại là 0975782118, số đó nó có Zalo nhé. Đấy, thì anh em mua hàng mua sỉ thì liên hệ trực tiếp với em. Đó, em có đầy đủ các loại bán sỉ nè, ad Nhật đủ các loại nhé. Đó, thì bây giờ em sẽ giới thiệu mọi người đầu tiên, đó là các cái dòng ad, là dòng cassette lan truyền. Cassette lan truyền thì em có cái dòng cassette lan truyền của hãng Putian. Đó. Cái thứ hai đó là cái hãng của Phonix, con chắc cái này là ta hàng của châu Âu nhé. Đó, các em chỉ biết cái này là hàng của châu Âu. Rồi, tất cả các ký tự này thì anh em nhìn sẽ biết là những cái mặt hàng ở khu vực mình đây, nếu không nhập khẩu châu Âu về thì chắc chắn là sẽ không có. Đấy, cái này anh em nhìn các ký tự này, EU này rồi EC này, đó cái dòng cực kỳ chất lượng nhé. Đó, thì cái này em bán một cặp như này có giá là 320.000 nhé. Đó, còn hãng Putan này em bán với giá là 160.000. Đây, còn cái bộ Critic nhé, cái này thì em bán với giá là 200.000 nhé. Đó, cái này là của Mỹ. Đó. Thì bây giờ em sẽ hướng dẫn mọi người cách lắp đặt. Đó. Đầu tiên thì em giới thiệu mọi người đây. Em đã đổ sẵn một cái bảng như này. Đấy. Và trong đây có những con át gì? Đây là con chống chập của IBB. Đó. Át chống chập của IBB nhé. Thì đầu tiên điện vào là đến điện vào này. Đấy, điện ở ngoài cột vào thì nó vào trong cái chống chập trước, từ chống chập đây. Đấy, em để bảng này em không đấu lên cho mọi người dễ nhìn nhé. Chống chập là dây đỏ này, dây đỏ là dây nửa nhé. Đó, nó ăn sang đầu át chống giật này. Đấy, đầu át chống giật này nhé. Và đây là dây trắng, đó dây trung tính ăn lên đầu này. Và bên dưới này, bên dưới này nó sẽ là nguồn tải ra sử dụng nhé. Đấy, ví dụ như là ra cái thiết bị điện nhà mình nhé, thì em sẽ đấu vào đây luôn cho mọi người dễ nhận biết này. Đó. Tất cả dây nửa đây em đấu theo quy cách là bên nằm bên tay trái của màn hình nhé. Đó. Tất cả dây nửa đầu tiên vào, dây nửa đây đi ra đây chạy sang đây là dây nửa nhé. Đó, thì đến đây thì mọi người thấy là vẫn đấu như bình thường rồi. Đấy, vẫn đấu như bình thường nhé. Và cái cassette mọi người vẫn lăn tăn là cái cassette này truyền mình sẽ không biết đấu như nào. Đó, đấu thì sẽ như thế này nhé. Trên cái con cassette này truyền này thì nó ký hiệu đây là chữ N. Đó, N cao nhé, là dây nửa nhé. PE, PE đây là cái tiếp địa nhé, tiếp địa. À, tí mình sẽ đấu, em sẽ đấu. Đây là em đang giới thiệu quá. Còn đây là N là dây trung tính nhé. Đây em sẽ đặt trên này ra đây và sẽ đấu dây này cho mọi người dễ nhìn nhé. Đây. Thì trong trường hợp có hai trường hợp như này. Một là mọi người có thể là đấu trực tiếp từ chiếc 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 áp này sang cái hệ thống cassette lan truyền này. Đây. Hoặc là mọi người có thể đấu dây là
khớp một đoạn đây, mọi người cuốn vào một chuyện ở đây. Nhưng cái thứ nhất là mọi người đấu vào chỗ cái hệ thống này nhé, bắt sau con đá chống giật đấy, mọi người bắt sau con đá chống giật nhé, và mọi người nhớ đúng cái hệ thống dây nửa nhé. Đấy, dây nửa đây là phải nên đúng cái dây đây, bắt đúng một dây nửa này nhé. Thì chiếc cassette đang truyền này em đang để đây, đó là dây nửa đây. Tiếp theo là đến dây dây trung tính nhé, dây trung tính đây, thì đây N này là dây trung tính, thì em sẽ bắt luôn vào dây trung tính. Mọi người nhớ là cái dây này là bắt ở sau cái đít át chống giật nhé. Đó, và tiếp theo đây em sẽ bắt vào dây trung tính này nhé. Đây nhé, dây trung tính này. Đây, bởi vì tất cả bên mé tay trái, bên tay phải, bên đây là em để dây trung tính. Nên đây, điện vào trung tính này. Đấy, ăn sang đây, chạy mé trung tính đây nhé. Đấy, và đây, trung tính này, ăn là chạy trung tính đây. Đó, và tiếp theo là cái dây tiếp điện. Đây nhé, cái dây này là dây tiếp điện mọi người nhé. Là dây tiếp điện này. Tiếp điện thì ta đấu thế nào? Đó. Và mọi người đang xem video thì hãy ủng hộ em bằng cách là cho em xin luôn like và đăng ký kênh để ủng hộ em nhé. Cái dây tiếp điện này cực kỳ quan trọng nhé, dây tiếp điện này cực kỳ quan trọng nên là mọi người rất phải chú ý nó. Về kỹ thuật đấu cassette thì em chưa 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 chưa, chưa chuyên sâu về cái là phải đóng cọc sâu bao nhiêu mét này nào đấy, thì các anh em thi công nó sẽ nắm đã, bắt được kỹ thuật đó là tốt hơn nhé. Đây em chỉ hướng dẫn mọi người cách đấu thôi, còn cách chỉ số thì em sẽ không nắm bắt được. Và cái dây này đây chính là cái dây tiếp điện nhé, BE đây nhé, chiếc BE đây đó. Thì bắt đầu ta là gì, ta dẫn xuống một cái hệ thống tiếp điện là cái cọc đây nhé, ví dụ cái cọc này là đóng sâu xuống dưới lòng đất nhé. Đó, nếu mà đạt được làm sao mà dưới 10 ohm thì càng tốt đó, còn đạt để đo được bao nhiêu mét hoặc bao nhiêu cọc hay như thế nào thì phải cái đấy phải có hệ thống thì mới đo được, đo ôm được, vì có cái kìm điện hoặc là cái hệ thống thử ấy. Cái đó thì em không rõ lắm, nhưng mà đây thì sẽ phải có hệ thống cọc đóng sâu xuống dưới đó. Xong cái dây này sẽ bắt nhé, sẽ bắt vào cái cọc đó, bắt thật chắc cái đóng cọc đó. Thì như vậy là cái cassette nó có tác dụng nhé. Chứ nếu mà độc cassette không ấy mà không có hệ thống tiếp điện thì nó không có tác dụng gì mọi người nhé. Đó, không có tác dụng gì mọi người nhé. Đấy, thì cassette lan truyền thì em có những cái hãng Butan. Đấy. Và hãng Phonix con chắc. Đó, cái này thì em bán là 320.000 nhé. Cái này là 160.000 nhé. Và cái hãng này thì em bán là 200.000 nhé. Đó. Ở đây của em là tất cả hàng là đã qua sử dụng. Đấy, thì mọi người có bất kể thắc mắc gì thì cứ liên hệ với em. Đấy, hoặc là để lại comment ở dưới video nhé. Và em có số điện thoại để ở chỗ dưới màn hình đây. Đó, dưới màn hình đây, mọi người liên hệ trực tiếp với em theo số điện thoại là 0975 782 118. Sau đó em có Zalo nhé. Đó, thì em cũng biết là em chia sẻ mọi người như vậy, có thể là chia sẻ có những cái chưa hết chưa sâu. Thì mọi người là cũng những anh em nào mà đã là chuyên gia, anh em là thợ thì có thể chia sẻ và đóng góp ủng hộ em để em biết thêm những kiến thức chuyên sâu hơn nhé. Cảm ơn mọi người đã coi video. Xin chào mọi người ạ. Hẹn mọi người video sau.